Rồi, vậy thì một cái ứng dụng khác chúng ta có que gỗ màu, đúng không ạ? Que gỗ màu dùng để làm gì được ạ? We learn about colors. We can learn numbers, right? Find the colors, right? Bây giờ mình có thể, lúc trước khi mình học mình gọi là beginner, khi mà các bạn đầu tiên làm quen với màu sắc, mình phát cho mỗi bạn 5 màu khác nhau. Số dụ có đọc là yellow thì bạn dơ màu yellow lên. Red thì dơ màu red lên. Rồi bây giờ mình muốn chơi kiểu khác. Hàng ngày, càng ngày mình càng nâng cấp, học sinh lớn hơn chẳng hạn đi. Thì mình gì ạ? Find 3 red sticks. Tìm 3 cái cây màu vàng, 3 cây màu đỏ, hoặc là 1 cây màu đỏ, 2 cây màu xanh, một cái này, cái này, cái kia. Tức là mình sẽ combine nhiều cái khác nhau để cho học sinh có thể luyện tập nâng cao. Rồi, mình cũng có thể chơi trò chơi guessing number lúc nãy đúng không ạ? How many? Right, how many? Okay. So, thank you. Rồi, có một cái là mình sẽ có một cái là lollipop stick technique. Có một kỹ thuật dạy học gọi là lollipop stick. Tức là mình sẽ cho học sinh viết tên học sinh vào đây. Đúng không ạ? Lắc 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 lắc. How old are you? Linh. Đúng không ạ? Thì cái này mọi người có thể search là lollipop stick technique, là kỹ thuật dạy học que kem. Lollipop stick là học sinh sẽ, mình thay vì học sinh lúc nào cũng đưa tay trả lời thì bạn giỏi lúc nào cũng đưa tay. Bây giờ mình dùng, lúc nào mình dùng là nó giống như là random name, random name picker, để cho các bạn lúc mỗi lần cô đặt câu hỏi là bắt đầu thót tim, sợ đó chúng mình, đúng không ạ? Chứ không phải là ai có thể trả lời là trả lời. Rồi, vấn đề là như thế này. Thứ nhất là cái que gỗ màu có một số màu nó tối. Mình có thể dùng que gỗ trắng để viết tên, nhưng que gỗ trắng thì nó không đẹp bằng như thế này, nhìn kiểu nó màu sắc hơn. Nhưng mà thứ nhất là có cái những cái màu nó tối. Và cái thứ hai là mình muốn dùng một cách tiết kiệm. Mình muốn dùng năm này qua năm nọ. Hay là mình muốn dùng, ví dụ như mình viết mấy cái verb với adjective lúc nãy vào cái que này rồi thì lần sau mình không dùng được nữa. Làm thế nào để tiết kiệm hơn? Đúng rồi, dán. Dán gì ạ? Không, mà không cần dán keo hai mặt mất công đây. Keo này đây, keo này là keo thần thánh đây. Keo tiết kiệm, keo giấy, đúng rồi đây. 5.000 một cuộn, dán đây rồi viết xong. Viết lại đúng như này, mà nó tiện một cái là nó xé, không cần phải cắt rồi đồ này kia. Viết tay học sinh này viết cái gì đây được, xong rồi sau bài này vứt.